Hôm nay chúng ta sẽ ăn tối và chơi đêm gala dinner ở nhà hàng Hoàng Minh ở đường Quang Trung. Trời, vô vô. Bây giờ Minh Thủy xin phép được mời quý vị cô chúng ta cùng nhau đứng lên được không ạ? Dạ, chúng ta sẽ cùng lắc lư cái nhạc cổ tay được không ạ? Một cái tay lên đi, trên tay có một cái chi. Mình là anh em, có chi đâu mà giấc mơ. Một cái tay lên đi, hay một cái tay lên đi. Khoát cái tay vào đi, hay khoát cái tay vào đi. Đấm má nha, đấm má nha. Em có chi đâu mà rồi phát biểu cảm nghĩ gì không? Có quà về cho hai đứa con rồi, cảm ơn ông bà nội. Hôm nay em làm MC cô mở cài. Dạ bây giờ em sẽ gửi cho mỗi cô trên đây là một cái bìa roti nha. Dạ em gửi ạ. Bây giờ cái trò chơi này cực kỳ đơn giản luôn, cực kỳ đơn giản. Dạ, và em nghĩ là đối với các cô thì cái điều này là nó thân thuộc lắm mỗi ngày. Trên trường cô làm cái nhỉ. Dạ, bây giờ nha, cái trò này mình có thể nhờ sự hỗ trợ của những thành viên phía dưới luôn. Ai mà mình cảm thấy mình tin tưởng, mình thân cận thì mình nhờ. Xí đi, xí quá rồi, mình chơi vui thôi được không? Mình chơi là mình mà mình cứ lăn đẹp ngoài đâu. Bây giờ giúp cho em mỗi một đội như vậy, chúng ta sẽ đặt một cái tên. Dạ, đội đoàn kết đã có một đội đầu tiên. Đoàn kết. Rồi. Ngâm đi. Dạ mình sẽ chấp điểm từ từ. Mình sẽ chấp điểm được chưa?
Quá trời bé thơ luôn, đỡ ai bé thơ nãy giờ ba con chết chưa nói luôn cái thể chắc thể lệ nó kiểu luôn rồi, cái sao hút ra ngoài rồi chưa gì hết trơn. Dạ tới độ xong chưa? Ha ha ha.
Thank you.
dạ, em